Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Hôm nay mình sẽ ôm những con zombie này đi chiến đấu đây. Ôm con zombie và cô nàng tiên cá cùng với anh chàng Superman siêu quậy. Ok, nhảy lên nào. Những con zombie của chúng ta nhảy rất là đã luôn. Ừ, nguy hiểm, nguy hiểm. Hên quá các bạn ơi, cuối cùng vẫn còn được con, hai con, ba con. Ok, nhảy xuống có cái vật không mà nở lòng nào đâu, là cái vật nó ăn hết trơn anh em của mình luôn. Nhưng mà không sao, còn rừng xanh không sợ gì thiếu củi đốt. Ok, và đây là Paris các bạn ơi, một thành phố nhỏ bé luôn. Đẩy xe Superman xuất hiện rồi. Anh chàng Superman này rất là bá đạo luôn. Một mình anh ta gọi là cân muốn cân cả thế giới luôn á. Ok, đầu tiên là qua Shopee, chúng ta đã có được bộ giáp của cầu thủ các bạn. À, bộ giáp cầu thủ này nó có thể là tông phá mọi thứ luôn. Và trời đang mưa, mưa gió bão bùng luôn. Nhảy lên, nhảy qua luôn. Đụng chiếc xe nè, ok. Đụng luôn. Có bộ giáp cầu thủ này rồi là đụng được mọi thứ luôn, không sợ gì hết các bạn ơi. Ok, bơm biến thành xu luôn. Còn mấy cái trái bom này là mình này sử dụng bộ giáp để tông phá. Ok, lên luôn. Quá tuyệt vời. Và bây giờ đã hết bộ giáp rồi, chúng ta đang bắt đầu di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tèn 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 tèn, lọt hết một đám anh em luôn rồi. Ok. Ui 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 ui, đẩy 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 chiếc xe luôn. Ok, hốt một anh bạn trong xe vào nhà luôn. Nhảy qua trái bom rất là đẹp luôn. Và dấu hỏi thứ hai là con robot các bạn ơi. Chúng ta đang có 15 anh em trong một con robot. Ok, bây giờ Superman ra thể hiện bản lĩnh nữa kìa. Con robot bay không lại Superman các bạn ơi. Superman bay nhanh quá. Đó, các bạn thấy mình khi mà mình bấm bay lên là phía sau đít của con robot nó bắn ra tia lửa liền. Ui, bảy hơi mém nữa. Mình giục nguyên con robot xuống rồi, giật luôn rồi. Cưa máy bay nè, ok. Cưa máy bay rất là nhẹ nhàng luôn. Còn mấy cái trái bom này là cưa một phát 30 giây luôn. Xong hết. Hốt anh bạn này vào luôn, 27 anh em trong một con robot rồi, xong hết rồi. Hết thời gian sử dụng robot rồi. Ôi ôi ôi, hên quá, Superman đẩy chiếc máy bay cho mình thôi là mình mất một số anh em khủng rồi. Ok, nhảy lên nào. 30 anh em, hiện tại là 30 anh em đang trong tem. 32 anh em luôn. Rồi xong, bị lọt đè rồi. Mấy cái vật này rất là nguy hiểm nha các bạn. Ơi, không, cuối cùng vẫn còn một con, hên quá. Cuối cùng chúng ta, ai, quay, cái gì đây, cái gì đây. Hên quá, cơn sóng tsunami các bạn ơi. Còn có một con thôi mà nhờ cái cơn sóng này chúng ta sẽ có được một đống anh em trở lại đây. Rất là tuyệt vời và may mắn luôn. Ok, được 5 anh em rồi. Và Superman đang thể hiện bản lĩnh là bay lên. Yahoo, cơn sóng của mình rất là bự luôn. Ok, lụm tiền lụm vàng sạch sẽ luôn. Cuốn mấy trái bom luôn. Thùng rác. Một cô bé mới vào tem. Mình bây giờ còn được 8 anh em. Tốc độ nhanh quá các bạn ơi. Ok, tập trung căng thẳng để vượt qua cái giai đoạn này mới được. Coi nào, một trái bom, hai trái bom. Không được rồi, một đám bom luôn. Một đám bom này anh em mình lao vô là chết hết luôn á. Mấy cái vật này nó ghê quá. Rồi, một anh em đi đầu đã bị chết. Tập trung căng thẳng luôn các bạn ơi. Ok, tốc độ đang khá là nhanh. Superman phá bom cho mình luôn. Quá tuyệt vời. Và dấu hỏi tiếp theo là gì đây, Gon? Ok, chúng ta sẽ biến mọi thứ trở thành vàng. Đó, rồi bom xu, bom thành xu hết luôn. Tất cả mọi thứ sẽ biến thành vàng luôn. Vàng mình được quá chừng tiền luôn rồi. Và ấy da, chết rồi, bậy quá. Mình không có canh cái vực.
Sai lầm quá, sai lầm vẫn là anh rồi, nhưng không sao, con nàng tiên sẽ đẻ cho mình một đống anh em đó. Một đống anh em này là dư sức rồi, dư sức qua cầu lật luôn xe, lật luôn. Ok, xem nào, tập trung căng thẳng luôn, nhảy lên, bay lên. Ok, hỡi bơm nhiều quá các bạn ơi. Quá nhiều bơm luôn, không ngờ là có nhiều trái bơm đến vậy luôn á. Mình chỉ còn có 5 anh em thôi, 5 anh em này có thể chịu được tới đâu đây. Rồi bay qua cái vùng bơm, toàn là bơm không. Ôi ơi 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 ơi, trời ơi, chiếc xe nó cản hết anh em mình lại luôn, nó không cho anh em mình qua. Ok, và chúng ta đã tới còn ruột dán full rồi, tới mức 128 rồi các bạn ơi, và 129 chúng ta sẽ lập được kỷ lục mới. Ok, 1.500 xu luôn, gói người dân quá tuyệt vời. Ok, còn cái này sẽ là 200 xu à, ít quá. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp theo coi nào. Tiếp theo chúng ta sẽ gọi là sau khi xong cái trận này, chúng ta sẽ có được một cái huy chương một cái mới luôn. Ok, lật xe, một chiếc xe khá là đẹp luôn, chiếc xe màu vàng. Còn chiếc xe này chắn nhách có anh bạn ngồi ở trong đưa hai cái tay ra ngoài. Ok, nhảy lên nào. Anh em chúng ta đang là 18 anh em rồi. Ủa, 17 rồi, 18 luôn. Oh my god, những anh bạn của chúng ta gọi là rất là dễ thương, đáng yêu và nguy hiểm luôn. Nhảy lên, ok, hốt anh bạn này luôn. Ten ten. Và đây là tiếp theo là bãi biển các bạn ơi, một bãi biển khá là xinh đẹp luôn đây. Nhảy lên nào. Ok, lật 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 nổi không? 16, vừa đủ 16 anh em luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời. Vừa đủ 16 anh em để lật chiếc máy bay. Không đủ anh em là chúng ta sẽ không khiêng nổi chiếc máy bay đó, và chiếc máy bay đó nó sẽ đèo mình sẹp lép luôn. Và đây là ninja, dấu hỏi đầu tiên của chúng ta là những anh bạn ninja có những cái phi tiêu rất là bá đạo đó. Thấy bơm xu hay gì đó là anh ta phóng một phát một là coi như là xác định luôn rồi đó. Nhảy lên, lộng mèo. Không chỉ nhảy mà chúng ta còn có thể lộng mèo nữa các bạn. Ok, và đây là đảo phục sinh. Đó, đẩy luôn, đẩy hết luôn, đẩy xe luôn. Ok, một phát, hai phát, ba phát. Tèn tèn. Một nụ hôn dành cho chiếc xe luôn. Nhảy lên nào. Ok, nhảy lên luôn, quá là tuyệt vời. Superman phá kìa, Superman hút hết anh em, hút hết mọi thứ rồi. Và dấu hỏi tiếp theo của chúng ta là gì đây? Gol tiếp. Ok, một đống anh em, một mớ anh em đã bị lọt xuống đìa. Những anh em đi đầu thường là sẽ chết, và những em đi phía sau cũng sẽ chết, chỉ còn những anh em ở phía giữa là sẽ còn sống. Nó trời ơi, nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn. Ơi, hên quá còn được mấy anh em rủ nhau, rủ ngay mấy cái vật nó rủ một phát một là xuống dưới nằm hết luôn á các bạn. Ok, bay qua, bay qua luôn. Chúng ta đã nhân 10 rồi, rồi xong hết, hết hết biến thành xu, hết biến mọi thứ thành xu được rồi. Ui nguy hiểm, trời ơi, đất đất, rồi rồi rồi, trời ơi, đất nó làm mình gọi là nhìn chóng mặt luôn á. Độ khó ngày càng được tăng lên các bạn ơi. Không sao, nhờ cô nàng tiên để cho mình một đống anh em nữa là chúng ta có thể đi quậy được rồi. Và đây là kỷ nguyên Jura, kỷ nguyên của những con khủng long, nó zombie rồi khủng long luôn các bạn ơi. Lật luôn,
Ok, hốt sạch sẽ luôn nào anh em. Bay lên. Oh yeah, phải su. Ở đây là những cái bom su luôn. Ok, nhảy lên. Trời ơi, một đống anh em đi trước đã bị chết. Đó, các bạn thấy nguy hiểm ghê chưa? Trời ơi, chim kìa, có những con chim rất là xinh đẹp luôn. Ok, và tiếp theo là bộ đồ cầu thủ các bạn. Không gì xa lạ với chúng ta. Bộ đồ cầu thủ với kỷ nguyên đang chiến đấu ở cái kỷ nguyên Jura. Ôi, rồi do một chút sơ ý là mình nhảy liên tục hai cái và đã bị lên đường. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái chai này. Cái chai này nó sẽ cho chúng ta, ok, 129. Chúng ta sẽ chúc mừng bạn, hẹn bạn đã trở thành bậc thầy zombie tsunami với một ngôi sao vinh dự. Hãy chơi lại để giành được nhiều sao hơn. À, được một ngôi sao các bạn ơi. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Và có cái game nào hay hay muốn mình làm về cái gì đó hãy comment bên dưới video. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.